Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ chào mọi người. Mời bạn nữ. Đây em. Rồi mời em gái ngồi. Mình giới thiệu về mình một chút đi em. Dạ con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Rồi chào, chào em. Bạn nữ bên kia. Con tên đầy đủ là Nguyễn Phan Quang Duy. Con năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn. Quê Sài Gòn. Dạ. Nghề nghiệp làm gì? Con làm nhân viên bán hàng cho Coca-Cola. Bên rồi. Kia mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chị anh Huyền Linh. Em tên là Trương Thị Kiều, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em cũng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu nha con nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì? Không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, lãng mạn nữa. Không lãng mạn hả? Lãng mạn, con có lãng mạn chứ. Có lãng mạn chứ. Không rượu bia, không hút thuốc, không lãng mạn là mệt nha. Lãng mạn là ví dụ làm gì lãng mạn? Giờ tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Dạ. Sao cho nó lãng mạn? Thì giờ mình tạo bất ngờ thôi, giống như là bữa đó mình giả bộ mình quên luôn. Rồi sao? Vậy như cuối giờ á thì mình mới bất ngờ mình tặng quà cho bạn chứ. Bất ngờ cũng đâu lãng mạn. Lãng mạn là giống như quên luôn đi ha. Xong cái để cái bánh kem đâu ở cái trước cửa gì đó. Cái nói em hình như có ai gửi quà cho em rồi kia. Bạn ra bạn dở cái hộp ra phun mưa xuống, xịt nước phun mưa xuống. Bánh kem rừng già ra ôm nhau ngày bánh kem, tặng bánh kem, ăn bánh kem trong cái vòi nước đó. Anh thấy vậy lãng mạn hả anh? Lãng mạn không cơ? Lãng xèo. Chắc có lãng nhách quá. Điểm yếu điểm mạnh của em là gì? Em sống khá đơn giản. Nói chung ngoan. Em không thích đi đâu chơi hết, em chỉ thích rảnh là em đi ngủ thôi. Buồn cũng ngủ, vui cũng ngủ, hạnh phúc cũng ngủ, đau khổ cũng ngủ, em cảm thấy ngủ là hạnh phúc nhất. Hay cái này hay rồi nha. Đỡ tốn kém ha. Ảnh nhỏ hơn em 2 tuổi có gì lạ không? Dạ không đâu chị, em tự thấy là em trẻ. Thật ra trong văn phòng em luôn nói là em mới 19 tuổi thôi. Quan trọng là yêu thôi, đừng nói tuổi. Mấy mối tình rồi? Dạ, từ hồi nhỏ thì lớn lên là từ trường về nhà. Sau đó từ nhà đến trường. Đi làm thì từ chỗ làm về nhà. Xong từ rồi, nhà về chỗ luôn. Làm bạn bè thì toàn là nữ. Đâu có nam đâu mà gặp. Nên em không có mối tình nào hết à. Đó là lý do đó hả? Thích đàn ông không? Không, em nghĩ là em quá cao quý, không thể dễ dàng thuộc về ai hết nên tới giờ đó. Em quá cao quý luôn hả? Em như con cá cảnh gì đó, em bỏ vô hồ em chân luôn nha. Lộng kiến à. Mẹ em đập bể cá đó, em ra đây á chị. Có vấn đề gì không em? Không chị, em chắc chắn là bình thường không? Có, em vẫn thích trai mà. Thích trai nào? Kim Jae-jun. Cô Chuyên Miễn. Cô Chuyên Miễn. Dạ. Có thích gái không? Đẹp thì thích chị. Gái đẹp thích luôn. Chỉ là vì thấy người ta đẹp thì mình cảm thấy hâm mộ. Sao nhắc tới gái đẹp mà mắc cỡ vậy? Em rụt rè chị. Hồi đó giờ có yêu đơn phương ai chưa? Có chị, lớp 7 là yêu đơn phương rồi. Trời, có tỏ tình với người ta không? Không, mà lúc đó em cắt tóc như tomboy vậy. Tụi nó coi em như anh em vậy. Cũng khổ. Tụi nghi giới tính cô quá. Mày thích con trai không? Thích. Có hôn ai lần nào chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi. Người ta nói là người ta đâu có yêu ai đâu. Nắm tay chưa? Có. Có một bạn lén lút nắm tay em rồi. Bạn có tỏ tình với em xong mà đã nắm tay em. Sao không chịu bạn đó luôn đi? Lúc đó em còn khờ dại quá chị. Nắm tay cũng mới bụng dại, nắm có một lần một đó thôi phải không? Trời ơi, thiệt thòi cả cuộc đời mình, luôn. Mình bỏ lỡ thanh xuân cũng hơi nhiều. Thanh xuân của em để ngủ không làm sao em yêu được. Bây giờ phải thức dậy, bắt đầu từ ngày hôm nay là thức dậy và yêu. Ok. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Một lát hôn liền lia lịa cho đây cho tôi. Thôi, em tính là cắt không có hôn gì hết á. Ngại lắm. Gì vậy? Ở đây chương trình bắt buộc hẹn hò là phải hôn. Có coi chương trình mà muốn hẹn hò chưa? Có, nhưng mà thấy nó hơi kỳ. Thấy thật kỳ, lên đăng ký chương trình chi? Chương trình để giải ế, lên đây hết ế là phải hôn. Đồng ý không? Để suy nghĩ cái đã. Không có suy nghĩ gì hết á, còn suy nghĩ nữa là ế nữa là ngủ tiếp. Ok. Rồi bạn trai. Dạ. Bên kia không có mối tình nào chưa? Còn có mấy mối tình rồi? Chính thức thì có 2 mối tình. Một mối tình đơn phương thôi. Dạ. Còn mối tình kia? Con quen cái bạn đó lớn hơn con 2 tuổi. Cũng 2 tuổi luôn. Lớn hơn con 2 tuổi. Thì nói chung là gia đình bạn đó ngăn cấm không cho quen. Lý do? Sao? Con nghĩ là con lúc đó con chưa có sự nghiệp gì. Con chưa cái vững chắc thì người ta thấy không xứng đáng với lại bên gia đình bên đó. Đúng rồi, đôi khi ta có con gái ta cũng lo. Rất là đúng đó. Giờ con có sự nghiệp chưa? Dạ con nghĩ là con cũng vững rồi. Con nghĩ vậy là được. Dạ. Rồi
Chứ cái người mà nghe nói có sự nghiệp không, nó chưa biết có sự nghiệp hay không là lo lắm luôn á. Dạ. Có mẫu người lý tưởng, thần tượng gì không em trai? Cái ngoại hình của diễn viên Thanh Trúc á. Thích chị đó. Nhìn hiền hậu, mặt phúc hậu là được rồi, tròn tròn chút. Nhưng Thanh Trúc vậy đó hả? Dạ. Bên kia tre trúc được không? Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích con gái mà nói tục bữa bữa với nhau thì ok. Nhưng mà đừng có nói chuyện mà tục, đúng rồi. Bạn gái, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Tại từ nhỏ thì em được gia đình bao bọc cũng hơi kỹ, nên tính em thì hơi dựa dẫm. Nên em cần một người đàn ông có thể bảo vệ được cho em. Vậy là đủ rồi ạ. Chín chắn là sao, trưởng thành là sao, cụ thể là sao? Nói chung là em cần một người em có thể tin tưởng và giao cả cuộc đời em cho bạn ấy được. Giờ cũng khó lắm em. Ít nhất là phải canh cho em ngủ được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân? Dạ sao cũng được ạ. Sao cũng được. Chứ hồi em đăng ký chương trình này em quyết định em tính trong người như thế nào? Ai đăng ký chương trình cho em? Mẹ. Mẹ? Đây là mẹ tính cho em không có tính. Đấy, nãy em nói mẹ đập hồ cá đó. À, đập hồ cá bỏ lên đây luôn, bắt đăng ký tham gia. Đúng rồi, giờ hả, dụ mấy mợ kêu em là không thành công là giết, là giết. Trời ơi, cái mỏ này hung đã lắm nè, một lát bị hung là tôi biết luôn. Chào em. Dạ, em chào chị. Tai cũng lạ quá ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ai đăng ký em tham gia chương trình? Dạ, hiện tại em cũng chưa biết ai đăng ký em tham gia chương trình nữa. Ủa là sao? Tại bữa đó em đi họp ở công ty, rồi tự nhiên cái nghe cuộc gọi từ chương trình gọi tới, báo em cái lịch phỏng vấn. Thì em cứ lên em phỏng vấn thôi. Em cũng không biết ai đăng ký cho em nữa. Thì cũng đang nghi ngờ tùm lum tùm la hết á. Chắc là dạ. Phải em ế và không có khả năng có bạn gái cho nên mới đăng ký chương trình cho em đúng không? Dạ đúng rồi, nó tốt lắm. Tốt mà, thì muốn cho em thoát ế là tốt rồi. Ừ, em ghi nhận. Dạ. Yeah. Có một cái điều gì mà em đặc biệt em không thích ở đối phương nữa không? Hờ hợt quá. Kiểu như một người con gái tinh tế chút. Cô rất tinh tế. Tinh tế những khi cô thức. Dạ. Nhưng mà cả cuộc đời cô chỉ để ngủ thôi.